Một tuần mới đã bắt đầu, chào đón quý vị quay trở lại kênh Hành Trình Tương Lai Tin Tức. Nếu yêu mến chúng tôi, quý vị hãy tham gia group và fanpage trên Facebook hoặc Facebook của Ngọc Trang là Nguyễn Ngọc Trang viết có dấu và có tích màu xanh quý vị nhé. Với mỗi like và share của quý vị đã giúp chúng tôi vượt qua được vòng kiểm duyệt khó khăn của YouTube. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán trước các chủng virus đột biến. Điều tra về trần kỹ nghệ tạo thần y. Clip hàng chục thanh niên dàn trận chém nhau giữa thành phố Đà Nẵng. Hàng ngàn người sập bẫy lừa trang trại tiết kiệm. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 25 tháng 4 hôm qua, Bộ Y tế thông tin về kết quả giải trình tự gen của những người mắc viêm phổi Vũ Hán nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam gần đây, bao gồm 85,7% mẫu mang biến thể B117, biến thể phát hiện ở Anh, và 14,3% mang biến thể B1351, biến thể phát hiện ở Nam Phi. Việc xuất hiện các biến thể virus ở Anh và Nam Phi làm dấy lên lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát rất mạnh ở Việt Nam nếu chúng ta không quản lý chặt việc xuất nhập cảnh và triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng. Trước ý kiến cho rằng cần hoãn các dịch vụ du lịch, tránh tụ tập đông người vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới, theo Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, tính đến thời điểm hiện tại, chưa cần thiết đóng cửa các hoạt động du lịch vì Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với Việt Nam rất cao, đặc biệt là qua đường nhập cảnh trái phép và nếu như nhập cảnh chính ngạch mà không được quản lý tốt. Ngành y tế dự phòng hiện nay vẫn đang căng mình phòng chống dịch hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay người dân lại rất chủ quan, thờ ơ lơ là, vẫn tụ tập đông người, vẫn ra ngoài đường mà không đeo khẩu trang, không thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thậm chí có người hỏi 5K là gì cũng không biết. Chúng tôi hết sức lo ngại, đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, người dân sẽ về quê đi du lịch, nguy cơ dịch bùng phát sẽ rất lớn nếu không kiểm soát tốt. Mới đây, báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra để vạch trần các thần y trên mạng, nhằm giúp ngăn ngừa cảnh báo chung. Qua điều tra cho hay, người phụ nữ xuất hiện trên một đoạn video có tựa đề bài thuốc 5 đời trị bệnh đại tràng quý hiếm của lương y dân tộc Dao với 900.000 lượt xem. Thực chất chỉ là người bình thường được dựng lên làm thần y. Để thực hiện đoạn video clip quảng cáo, đầu tiên phải dựng kịch bản về một câu chuyện y như thật. Nội dung xoay quanh một YouTuber leo núi khám phá vườn quốc gia Ba Vì bất ngờ bị ngã, ôm chân đau đớn kêu la. Lúc này một người dân đóng giả thầy thuốc đi tìm nguyên liệu bất ngờ xuất hiện dùng thuốc đắp lên chân và diễn viên gặp nạn nhanh chóng giảm cơn đau. Giá chi phí thực hiện cảnh quay là 40 triệu đồng và kèm theo điều kiện để số điện thoại trên kênh YouTube để bán thuốc. Người phụ nữ được thuê vào vai thần y là một người dân tộc Dao, quanh năm chỉ gắn bó với nương rẫy. Sau đó nhóm làm phim sẽ mượn tạm một căn nhà người dân tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội rồi bố trí xung quanh rất nhiều tủ thuốc và giấy khen. Một người dân địa phương mặc trên người bộ quần áo dân tộc Dao và ngồi thái những cành cây đã phơi khô. Tiếp đến, YouTuber dẫn chuyện một cách rất chân thực. Hôm nay tụi mình có dịp đến huyện Ba Vì và được rất nhiều người giới thiệu đến vị thần y Triệu Thị, là người dân tộc Dao. Chúng mình sẽ đến trực tiếp tìm hiểu và mua ít thuốc về tặng cho những người bệnh. Vậy là từ một nông dân bình thường, người phụ nữ bỗng chốc trở thành thần y nổi tiếng trên mạng xã hội. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, người đi đường hốt hoảng khi chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên số lượng lớn lên đến vài chục người. Xách hung khí lao vào hỗn chiến rượt chém nhau tại chân cầu Thuận Phước, khu vực trước khách sạn Alansia, đường Lê Đức Thọ, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nhóm thanh niên manh động sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu, rượt đuổi chém nhau loạn xạ khiến các phương tiện qua khu vực phải dừng lại. Người đi đường bị một phen khiếp vía. Nhận tin báo, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã phối hợp cùng với Công an quận này và các lực lượng khác vào cuộc phối hợp truy lùng nhóm thanh niên nói trên. Sáng ngày 26 tháng 4, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã thu giữ được nhiều hung khí như dao, mã tấu, cây sắt mài nhọn và tiếp tục truy xét danh tính các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến. Trong khi dư luận xôn xao về vụ sàn giao dịch bảo hiểm CoolCat huy động hàng trăm tỷ đồng bị sập khiến hàng ngàn nạn nhân cầu cứu cơ quan công an, một ứng dụng khác mang tên Trang trại tiết kiệm hay còn gọi là nuôi bò online cũng khiến nhiều người mất ăn mất ngủ.
gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Đầu tháng 4 năm 2021, báo Thanh Niên nhận được nhiều đơn tố cáo về ứng dụng mang tên Trang Trại Tiết Kiệm có hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư với chiêu trò người tham gia app sau từ 10 đến 20 ngày sẽ thu lợi nhuận khủng. Nhiều người sau khi tham gia muốn có được lãi nhiều, lãi cao, hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người tham gia đã lôi kéo người thân, bạn bè cùng khởi nghiệp, nên số nạn nhân đến thời điểm này là rất lớn. Chị Phạm Thị, 36 tuổi, ngụ ở thành phố Hải Phòng, cũng vướng cảnh nợ nần chồng chất. Nguy cơ gia đình đổ vỡ vì vướng bẫy Trang Trại Tiết Kiệm, mất gần 220 triệu đồng. Theo đó, ngày 29 tháng 3, Trang Trại Tiết Kiệm đưa ra mức khuyến mãi khủng nhân dịp sinh nhật 4 năm. Thời điểm này, hệ thống cũng ra mắt giống ngựa mới, với giá 103 triệu đồng, lợi nhuận hơn 40 triệu đồng 10 ngày. Thấy khuyến mãi khủng, nhiều nhà đầu tư ồ ạt rót vốn lớn để sở hữu giống ngựa mới trong chuồng nuôi và 2 ngày sau thì hệ thống bị sập. Một cán bộ thuộc Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân cần đến cơ quan công an trình báo vụ việc để có hướng xử lý. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông Biden bị đánh giá thấp nhất so với những người tiền nhiệm. Ấn Độ vỡ trận vì viêm phổi Vũ Hán, Mỹ, châu Âu hỗ trợ khẩn cấp. Thái Lan trải qua ngày đen tối nhất vì viêm phổi Vũ Hán. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ The Blaze đưa tin, theo cuộc thăm dò của ABC News, Washington Post được thực hiện từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4, cho thấy mức chấp thuận đối với 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden nằm ở mức 52%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Đảng Dân Chủ. Theo ABC News, mức xếp hạng chấp thuận của Biden thấp hơn bất kỳ Tổng thống nào tại vị 100 ngày kể từ năm 1945. Tỷ lệ chấp thuận trung bình trong 14 tổng thống, từ ông Harry Truman đến trước ông Biden trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền là 66%, có nghĩa là vị tổng thống đương nhiệm của Đảng Dân Chủ có mức chấp thuận thấp hơn 14% so với mức trung bình. Người Mỹ đang chia rẽ về cách xử lý nền kinh tế của chính quyền Biden, chỉ 52% tán thành và 48% phản đối. Đối với kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ đô la của ông cũng chỉ giành được 52% sự chấp thuận từ người dân. Về vấn đề người di cư, có đến 63% số người được hỏi cho biết họ không đồng ý với cách xử lý của ông Biden. Những người được hỏi cũng không thích xu hướng mở rộng chính phủ của Tổng thống Biden. Mỹ, Anh và các nước Liên minh châu Âu EU cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ từ oxy, trang thiết bị y tế đến thuốc men để đối phó với sóng thần viêm phổi Vũ Hán. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen bình luận trên Twitter ngày 25 tháng 4 rằng châu Âu vô cùng quan ngại về tình hình dịch tế ở Ấn Độ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Ủy viên châu Âu chuyên trách vấn đề cứu trợ nhân đạo, ông Jens Lodensky cho hay. Các thành viên của khối đã phối hợp để cung cấp oxy và thuốc men cho Ấn Độ. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel hôm qua cũng tuyên bố chính phủ của bà đang chuẩn bị hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ. Cùng ngày, chính phủ Anh cho biết nước này sẽ chuyển hơn 600 thiết bị y tế, trong đó có máy thở để giúp Ấn Độ đối phó với làn sóng viêm phổi Vũ Hán mới. Lô hàng cứu trợ này dự kiến sẽ cập cảng Ấn Độ vào hôm 27 tháng 4. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Nhà Trắng, ông Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ y tế thêm cho Ấn Độ trong cuộc chiến đối phó với đại dịch. Mỹ sẽ cho phép xuất khẩu cho Ấn Độ các nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất vaccine, cũng như gửi các bộ xét nghiệm, máy thở, quần áo bảo hộ cho Ấn Độ. Trong ngày 25 tháng 4, Ấn Độ ghi nhận thêm gần 350.000 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp Ấn Độ lập kỷ lục thế giới về số ca mắc trong ngày. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 17,3 triệu ca mắc, trong đó hơn 195.000 người không qua khỏi. Theo số liệu của Bộ Y tế Thái Lan, trong ngày 25 tháng 4, nước này ghi nhận gần 2.500 ca mắc mới và 11 trường hợp không qua khỏi do viêm phổi Vũ Hán. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Thái Lan ghi nhận số trường hợp không qua khỏi cao kỷ lục. Đến nay, nước này ghi nhận hơn 55.000 ca mắc, trong đó 140 ca không qua khỏi. Mặc dù năm ngoái Thái Lan đã khá thành công trong việc hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh, nhưng sự xuất hiện của biến chủng mới có tên gọi là B.1.1.7 khiến Thái Lan ghi nhận khoảng 27.000 ca mắc chỉ trong vòng 25 ngày qua. B.1.1.7 là biến chủng mới của viêm phổi Vũ Hán được phát hiện lần đầu tiên tại Anh vào cuối năm ngoái. Hiện đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhiều quốc gia vỡ trận, trong đó có Ấn Độ.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho hay, để đối phó với làn sóng dịch bệnh mới, Thái Lan sẽ làm chậm tốc độ cấp thị thực cho công dân nước ngoài đến từ Ấn Độ. Ngoài ra, thời gian cách ly với du khách sẽ kéo dài từ 10 ngày lên 14 ngày cho đến khi tình hình cải thiện. Các biện pháp khác được Thái Lan áp dụng trong tuần qua gồm đóng cửa các cơ sở thể thao, giải trí từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5. Bangkok cũng đưa ra án phạt tới 20.000 baht với người vi phạm quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng. Vừa rồi là những tin tức cập nhật mới nhất trong bản tin trưa ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Thưa quý vị và các bạn, người ta nói nam nhân chỉ có rơi vào bần cùng một lần mới biết người phụ nữ nào yêu thương mình nhất. Nữ nhân chỉ có sống một lần mới biết người đàn ông nào thực sự gắn kết với mình, sẵn sàng ở bên mình. Con người chỉ có nghèo túng một lần mới biết được ai thực sự tốt, thực sự quan tâm đến mình. Tình bạn không phải có địa vị tiền tài mới đến bên nhau, quý trọng nhau. Trong tình yêu không phải xinh đẹp mới quan tâm chăm sóc. Thứ mà thời gian lưu giữ lại không phải tài phú, không phải vẻ đẹp mà chính là sự chân thành. Ở bên nhau lâu ngày không nhất định sinh ra tình cảm, nhưng nhất định sẽ biết được lòng người. Con người luôn ở lúc sau khi mất đi thì mới nhận ra điều gì là tốt đẹp, đáng trân quý. Và cuối bản tin, chúng tôi vẫn luôn chia sẻ đến quý vị rằng, trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị và các bạn hãy cùng thử tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như chúng tôi được biết, luyện tập khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn cũng là một liệu pháp thật tốt hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc, tích cực hơn trong cuộc sống. Hãy like, share cũng như đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức hữu ích. Xin mời quý vị và các bạn yêu mến Hành Trình Tương Lai hãy tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chúng tôi chia sẻ những thông tin hữu ích và thiện lương đến với cộng đồng. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối nay vào lúc 19:30 trên kênh Hành Trình Tương Lai.